chào các bố mẹ, mình là Dược sĩ Thu Ngân, tốt nghiệp trường Đại học Dược Hà Nội. Video này mình muốn dành riêng cho các cha mẹ mà có con nhỏ dưới 6 tháng tuổi. Bản thân mình cũng như là tất cả các bậc phụ huynh đang xem video này thì đều mong muốn con khỏe mạnh và phát triển tốt. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các mẹ về bộ sản phẩm Decarbon đang rất được ưa chuộng và nhiều bác sĩ khuyên dùng. Đây sẽ là bộ sản phẩm hỗ trợ đắc lực và rất cần thiết cho sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ, đặc biệt là các bé dưới 6 tháng tuổi. Đầu tiên là sản phẩm Decarbon D3K2, bổ sung vitamin D3 và K2 giúp hệ xương, răng chắc khỏe, thúc đẩy phát triển tốt chiều cao và đặc biệt còn giúp con ngủ ngon giấc hơn, tránh cái tình trạng đổ mồ hôi trộm ban đêm ở trẻ. Tiếp đến là Decarbon DHA, bổ sung DHA, vitamin A, giúp con hoàn thiện và phát triển não bộ cũng như là thị lực, bé nhà bạn sẽ thông minh hơn, xử lý thông tin nhanh hơn. Thứ ba là Decarbon Fibre, bổ sung sắt hữu cơ dạng phức hợp sắt 3 hydroxit polymaltose nên che giấu được cái vị tanh một cách hiệu quả cũng như là cho tỷ lệ hấp thu cao. Bên cạnh đó, trong thành phần còn có cả vitamin B9, B12 tham gia vào quá trình tạo máu, giảm tình trạng thiếu máu, giúp bé khỏe mạnh, phát triển toàn diện từ thể chất tới trí tuệ. Thứ tư là Decarbon Ginseng, bổ sung kẽm và HMO giúp trẻ có hệ tiêu hóa khỏe mạnh và tăng cường sức đề kháng. Từ đó bé ít ốm vặt hơn, ăn ngon miệng hơn và tăng cân tốt. Trên đây là một số sản phẩm của nhà Decarbon. Mình xin nhắc lại là các sản phẩm trên dùng được và an toàn cho bé dưới 6 tháng tuổi với liều dùng khuyến nghị đã ghi trên bao bì của từng sản phẩm cụ thể. Cha mẹ hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Trong trường hợp cần thiết thì có thể liên hệ với các chuyên gia y tế. Chúng tôi luôn sẵn sàng vì sự phát triển khỏe mạnh của con bạn.